Ở bài hôm thứ hai vừa rồi thì chúng ta đã định tuyến giữa các VLAN dùng router, và router thì khi mà kết nối vào switch sẽ phải tạo ra giao diện ảo để kích hoạt các VLAN chạy qua cái giao diện ảo này này gọi là trunking trên router. Nhưng mà cái trunking ở trên router các bạn thấy nó khác với trunking ở trên switch. Trên switch thì chúng ta chỉ việc có lệnh đưa cái cổng đó vào chế độ trunk, mode trunk là xong. Mà trên router thì các bạn phải tạo ra giao diện ảo và xác định cái VLAN nào chạy qua cái giao diện ảo đó. Đây, ở trên switch chúng ta chỉ việc đưa vào mode trunk. Cái lệnh đằng sau thì có thể có không thì switch. Còn trên router thì các bạn phải có lệnh encapsulation.1q, sau đó là số hiệu VLAN. Thì mỗi cái giao diện ảo này thì nó sẽ mang theo một VLAN và chạy trên giao diện vật lý tương ứng. Còn ở trên switch, này chúng tôi dùng switch layer 3 thì các bạn cũng có thể tạo ra được cái chúng ta có thể định tuyến được cho các VLAN. Cái switch layer 3 này nó cũng đóng vai trò giống như một cái router. Và để switch có thể hoạt động như một router thì các bạn nhớ là chúng ta phải kích hoạt chế độ định tuyến ở trên switch layer 3, switch đa lớp ấy, bằng con lệnh IP routing. Con lệnh này sẽ cho phép switch có thể định tuyến được giống như là một cái router. Lệnh thứ hai để chúng ta có thể dùng SPI để định tuyến là các bạn phải kích hoạt cái giao diện VLAN lên. Trong này thì chúng ta có 4 VLAN. Thì các bạn sẽ phải vào cái giao diện VLAN. Mình nhớ là cái từ giao diện VLAN. Bình thường VLAN thì không có giao diện đúng không? Nhưng mà với cái switch layer 3 thì nó có giao diện cho từng VLAN. Giao diện này gọi là SPI, giao diện ảo. Nên là switch virtual interface, một cái giao diện ảo của từng VLAN. Gọi là giao diện tức là nó sẽ có địa chỉ IP. Chúng ta có thể gắn địa chỉ IP cho giao diện đó. Đây các bạn thấy là chúng ta kích hoạt giao diện VLAN 10 lên và sau đó chúng ta gắn địa chỉ IP cho cái giao diện này. Thì kết hợp với con lệnh IP routing như này thì router switch layer 3 nó đóng vai trò là một cái router kết nối trực tiếp đến từng VLAN, và mỗi VLAN thuộc về một mạng con là 10.0, 20.0, 30.0 và 40.0. Do đó thì nó sẽ đóng vai trò là cái bộ định tuyến cho các VLAN. Các bạn nhớ là ở đây thì bản thân router này, bản thân cái switch layer 3 này nó đã kết nối trực tiếp đến các VLAN, cho nên là nó có thể định tuyến được các VLAN. Hôm trước thì thầy đã yêu cầu các bạn là làm cái bài này ở nhà. Thì các bạn thấy là ở trên cái switch layer 3 MSW này là multi layer switch này, thì chúng ta tạo ra cái switch VTP server và trên đầu bên là CNTT này, sau đó tạo ra cái VLAN này, các switch layer 2, switch lớp 2, SW1 và SW2 thì đóng vai trò là các switch LAN của VTP và đồng bộ với VTP server. Và chúng ta kích hoạt các giao diện VLAN lên và địa chỉ IP cho nó trên switch layer 3.
Đấy. Thì chúng ta thấy là nó sẽ định tuyến được. Tức là với cái bài hôm trước mà chúng ta đã làm thì nó lại khác một chút, là không phải là chúng ta, tại vì cái bài hôm trước là chúng ta đang dùng sheet layer 2 và tôi bổ sung thêm một cái sheet layer 3 vào đây. Trong cái này vẫn trẻ thì giải thuộc bình giữa các PC với nhau phải không? Ok, để chúng ta không định tuyến được VLAN bởi vì chúng ta chưa có cái router nào làm nhiệm vụ định tuyến. Chúng ta đưa vào một cái switch đóng vai trò router là switch layer 3. Đây là cái switch 356 3510 này. 3560. Trường xây dựng ngày xưa có cái switch 3550. Nó đóng vai trò là một cái switch layer 3 định tuyến cho các VLAN trong trường. Cái này là đời sau của 3550. Chúng ta sẽ kết nối một cổng. Đấy. Thì bản thân cái switch layer 2 này nó đóng vai trò là VTP server rồi. Cho nên là chúng ta không không làm giống như cái bài lúc nãy tạo VTP server ở đây nữa. Cái bài này thì cái switch 3 lớp lớp 3 này nó đóng vai trò là VTP server. Nhưng bởi vì ở đây đã có sẵn VLAN rồi tạo ra ở cái VTP server của switch layer 2 này. Cho nên tôi để cái switch này là switch claim thôi. Thì chúng ta sẽ đồng bộ. Không nhớ hôm trước cái xuyên này nó có là gì. Để xem lại. Domain name là DS David Hoa này. Ok. Chúng ta sẽ tôi
Chỉ cái này. Mặc định thì mỗi cái ship nó đều có BTP ở mode server. Để chúng ta có chuyển nó về mode client. VTP password. Bây giờ sâu xem là đã có cái gian chưa. Chưa có VLAN. Ở trên suite này là có VLAN rồi. Mười anh ba mươi ok. Suite này chưa có. Ra động thì xem. Theo các bạn tại sao chưa có? Chắc phải đợi nữa đúng không? Nhưng mà câu trả lời ở đây thì chúng ta đợi nữa thì vẫn không có kết quả, bởi vì chúng ta chưa đặt cái cổng kết nối giữa cái switch 3560 này và cái switch server bên này ở chế độ trunk. Cái cổng gigabit 02 ở trên switch nơ 3 chúng ta phải đưa về trunk thì mới được. Ta lại vào Interface Gigabit 02 Support Mode Trunk. Support Trunk Encapsulation .eq. Và đấy là cái thông báo trước đó của nó là gì? Một cái cổng mà cái chế độ và tức là cái phương pháp mà chuyển VLAN ở cổng trăng là auto thì không thể cấu hình về trăng mốt. Thế thì chúng ta phải xác định rõ là cái exception nó là đôi một quy là cái chuẩn hiện nay là cái chuẩn coi như là thịnh hành như cái suite. Thế còn có một cái chuẩn nữa là Encapsulation ISL. Cái chuẩn này là độc quyền của Cisco thì bây giờ ít dùng. Thì với cái suite 560 này nó yêu cầu chúng ta phải gõ code này này. Còn suite D2 thì không cần. Sau đó mình có thể đưa về cổng trang support một trang đấy. Vậy các bạn nhớ nhá, không là lại không hoạt động được. Ok rồi, chờ một tí để nó đồng bộ cổng trang và VLAN với nhau. Bây giờ chúng ta sẽ tạo ra
từ đã để xem có VLAN chưa. Lưu ý là để kích hoạt giao diện VLAN, giao diện SDI thì phải có VLAN ấy. Nếu nó chưa được bộ ứng VLAN thì chưa thể nào kích hoạt được giao diện VLAN. Đấy, có rồi đây này. Để tham ý vào kích hoạt giao diện VLAN. Interface VLAN 10. Còn đấy là nó chuyển trạng thái Interface VLAN này sang up. Up tức là nó đã hoạt động. Lúc này chúng ta mới có thể đặt địa chỉ IP cho nó. IP address. Như bài hôm trước thì chúng ta cứ quy định là cái địa chỉ cuối cùng của một subnet dùng cho địa chỉ cùng là địa chỉ hợp lệ trong subnet, làm cái địa chỉ của cái giao diện cho cái router hay là cái đấy là API. Chúng ta sẽ đặt nó là 1.2.68.1.25 10.254 255 không đưa từ ping luôn được không, từ PCR ping sang 254. Có thể phải chờ một chút để nó đồng bộ. Ok rồi đấy, các bạn thấy là nó có hiệu lực ngay lập tức. Bây giờ muốn ping sang các VLAN khác thì chúng ta cũng phải kích hoạt VLAN 20 trên giao diện của nó. VLAN 20 này, VLAN 30. 20.254. Hình như thầy phổ nhầm thì VLAN 20 à, 30 nha, 30 IP này 20 IP là 20.24. À, nhưng mà chúng ta chưa, đúng không? 20.24 rồi. Thử pin 30.24. À, thì chúng ta đang thiếu một cái câu lệnh là IP chủ tịch. IP chủ tịch. Câu lệnh này mới cho phép kích hoạt cả định tuyến giữa các VLAN. Chúng ta VLAN xem. Thử ping từ PC B. Đấy là luôn luôn phải
trả lỗi. Ping từ villa thì ok, từ cùng villa thì ok, PCB từ villa 20. Các villa chưa được, chúng ta phải nghĩ xem tại sao. IP routing rồi đúng không? Thực ra đây các bạn thấy là cái việc định tuyến nó cũng không phải là tối ưu, bởi vì PCA muốn định tuyến đến PCB thì phải vòng qua cái switch 3560 này, sau đó mới quay lại PC, quay lại cái switch server này rồi mới sang PCB, thì cái điều này nó cũng không thực sự là hợp lý đúng không? Về mặt topology là không hợp lý, bởi vì tôi muốn cho các bạn xem là chúng ta có thể kết hợp điều phương pháp với nhau. Trên bạn đã có, chúng ta có thể đưa cái script này tích hợp vào cái VTP server đã có, nên tôi mới làm như vậy. Còn thực tế là chúng ta phải làm như thế này, chúng ta sẽ cấu hình cái script server này thành cái script trung tâm, script khác thành script client để đồng bộ VTP ở đây. Nghe mới đúng. Thì khi đó thì cái lưu lượng nó sẽ tập trung đi qua cái server này, thì 3560 này chứ không phải là nó sẽ đi lòng vòng như này. Người chấm hai rồi. Khả năng là chưa có anh, khả năng là chưa có gateway, chúng ta phải chuyển cái này sang 20.254, 20.254. Ok, được quy ra xem.
Đã có reply rồi. 30 chấm 2. Đấy. Quả thế là lúc nãy là chúng ta chưa đặt giveaway cho các PC này là chưa định tuyến được. Đấy là cái bài ví dụ về định tuyến với xuyên đơn ba. Thì các bạn chắc cũng làm được rồi. Thì đây tôi làm hơi khác một chút là tôi chỉ dùng cái sheet đa lớp này là VTP client để đồng bộ VTP VLAN với cái sheet server đã có. Sau đó thì chúng ta thấy là nó sẽ định tuyến được cho các VLAN bằng cách kích hoạt các giao diện của VLAN lên. Để chúng ta xem cái việc di chuyển gói tin như thế nào. Từ PCA sang PCZ này. Đấy, các bạn thấy đi vòng vèo như vậy. Nó rất là không hợp lý đúng không? Thì bình thường nếu mà các bạn cố hình như này ấy, thì ví dụ cái PC ở đây nó sẽ di chuyển ở đây, lên đây, lên đây. Rồi về cái PC ở phía bên này. Thế thì như thế nó rất là hợp lý. Nhưng ở đây nó lại đi vòng vèo như vậy bởi vì chúng ta cấu hình cái switch ở đây nó cái switch đa lớp này, switch lớp 3 này nó không phải là switch trung tâm, không phải là switch lõi mà chúng ta cấu hình nó ở cái vùng ven, cái vùng gọi là distribute bên ngoài để phân phối lưu lượng bên ngoài, không phải cái vùng của trung tâm. Cho nên là chúng ta phải cố hình lại đưa cái này thành VTP server và thực ra cũng không cần thiết phải VTP server nhưng mà các bạn có thể làm sao để cái lưu lượng là nó sẽ tập trung đi vào đây. Nó nằm ở giữa, nó giống như này này, giống như này này. Cái này thành cái này server vẫn được, không sao ạ. Nhưng vấn đề là cái lưu lượng nó phải tập trung vào đây để nó đi sang những cái switch khác. Bạn hiểu nhỉ? Các bạn thiết kế nhận bài như này thì chúng ta sẽ không hợp lý. Bây giờ chúng ta sẽ làm lại cái bài này. Các bạn làm luôn đi. Cấu hình giống như cái bài mẫu ở trong giáo trình ấy. Biến cái này thành cái switch trung tâm để lưu lượng nó sẽ đi qua cái trung tâm này. Bạn làm đi nhá. Theo bạn làm như nào? Rất đơn giản là bây giờ chúng ta sẽ việc nối đường này vào đây. Thế sau. Và chúng ta đưa cái cổng này thành cái cổng trăng. Tất nhiên là tổng gigabit 01 ở trên cái switch là lớp này chúng ta phải biến nó thành cổng trăng. Bình thường thì cái switch này chúng ta có thể cho nó thành VTP server bởi vì cái switch 2960 trước đó nó là server rồi nên là
chúng ta để thành plan cũng được, không sao. Tất nhiên như thế thì cái suite client bên này, suite một này nó phải đồng bộ với cái suite server này thông qua cái anh trung gian là 3560 này. 3560 có cho bắc cầu cho VTP server ở phía bên này thì nó sẽ đồng bộ thông qua 3560 là suite layer 3, sau đó mới đồng bộ sang cái suite một bên này. Cả hai này đều là client nhưng mà cái anh client bên này phải đồng bộ một lần nữa thông qua cái 3560 này. Chúng ta xếp lại cái này là mình mở lại cái bài này chương trình mô phỏng nó có cái dở là nó hay bị lỗi cái vấn đề khi nó thay đổi topology. Ngoài ra thì cũng giống như buổi trước thầy nói các bạn cũng nên thay đổi cả cái Turbo vật lý, thế là các bạn tạo ra VLAN mà trong cái khu vực này, trong khu vực này, ví dụ như một cái cơ quan, trong cơ quan này có nhiều tòa nhà, ví dụ như là A1, H1, rồi bên G3, thế thì các bạn sẽ đặt vị trí ở đâu, ví dụ cái suite G3 này đặt ở nhà H1. Suite này bên nhà A1, suite này bên nhà G3. Thế thì cái suite này là sẽ đóng vai trò là trung tâm và cái lưu lượng sẽ chạy qua trung tâm này. Chúng ta di chuyển nó đến cái vị trí nằm ở đâu ở trong cái khu vực địa lý. Bạn tạo ra nhiều building như đây. Các bạn chờ tí nha.
Đấy, tôi vừa chuyển cái suite Lê Hoa sang nhà hát 1. Suite 1 chuyển sang nhà G3. Cái router này thì hiện nay chưa để làm gì cả, tôi cứ để đấy thôi. Mua về, coi như là mua về lắp chiếu, đúng không? Chuyển đến. Tắt đi. Bạn nhớ là khi chúng ta chuyển các switch thì cái cáp giữa các switch và router. Ví dụ như là cái VTP server này nó kết nối đến switch lớp 3, switch lớp 3 ở bên nhà H1. PCR này ở nhà một, PCB nhà A1, PCC nhà A1, PCX chuyển sang nhà A1, PCE sang nhà G3, PC rồi. Nhưng là cái hình vẽ ở đây thì nó biểu thị ở mặt vật lý thì nó có thể nó cũng không chính xác, nó chỉ tương đối thôi. Các bạn nhìn thấy nó hơi lằng nhằng một tí. Còn trên sơ đồ logic thì nó như này. Ok rồi, bây giờ chúng ta thử phân xem nó. Đấy, ok rồi đây. Chúng ta đóng cái file vào và nó lốt lại thì nó lại được chương bạn dùng cái phiên bản 7 chấm thì có thể nó cũng không bị lỗi này. Tôi dùng cái bản 6.2 vì nó không yêu cầu ta phải đăng nhập nên là không quen được bản này. Một số tính năng thì trên bản 7.x nó mới có, rồi đó chúng ta chuyển sang cái bản đó. Các bạn làm đi nhé.